Tự nhiên nhìn vô nhà dưới ốc trời. Thì có biết kia thấy gì giống kìa. Nó nhìn vô nhà dưới ốc luôn á. Con bé kia mới thấy gì trong này nè. Thấy gì con? Không biết nữa, hai anh nhìn con á. Ở gì? Đứng ở đâu? Trong đó đó. Tại là ông không thôi chứ không có bà ngồi hết trơn. Ê! Thôi đi 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 đi. Thôi thôi nó có vậy. Trời. Chạy. Đâu có ai đâu. Dạ, chào Bảy. Chào các con à. Dạ. Bà Bảy bữa nay ở nhà con mình hả Bảy? Con mình à với thằng nhỏ mẹ đi thành phố rồi vừa ở để lại cho nó lên đây nằm ngủ. Ủa? Bé bé Thiên á bà? Họ Thiên đó. Con tưởng là cái bé bữa. Có Phúc, không phải. Không phải Phúc. Họ Thiên má nó đi thành phố chị bệnh rồi. Dạ. Cái cháu nó gọi nó lên đây nó ngủ. Này con tính vô kiếm chị hai mà chị hai đi thành phố mất tiêu rồi. Đi rồi, đi hôm qua, đi chuyện qua. Dạ, đi chuyện qua hả vậy? Okay. Tại vì nó cháu nó bệnh mới sanh có hai mấy ngày à, nó bệnh cái bụng nó cứng như người ta có chữa vậy đó. Trời. Rồi người ta chuyển lên trển. Nhỏ nó cũng thơ chuyển. Dạ, con gửi cái mic vô cái bà Bảy. Hình như là bà Bảy là mẹ của chị hai luôn đúng không chị Bảy? Mẹ nhỏ thứ hai, còn nhỏ này thứ tư. Dạ, vậy cũng được. Đi vậy để tụi con trò chuyện với bà Bảy đi. Ừ. Tại vì tụi con tới cũng kiếm bé Thiên với lại chị hai để giúp cái việc mà cô bé hồi đợt các bạn. Dạ. Cái vụ việc mà bé dùng cái bàn cột cơ này nọ. Đó. Nó là ngủ đó, nó lên đây nó ngủ từ sớm giờ đó. Bà Bảy có biết cái vụ mà thằng bé Thiên nó dùng bàn cầu cơ không? Có biết đâu, tôi chừng nghe lại la làng la lửa cho nó cầu làm sao biết thằng kia nó lên cho thằng kia nó cắn cái tay vậy nè. Trời ơi. Nó không biết đó, cái gì mà lên cho nó cắn cái tay nó chạy xuống sông luôn lấy lặn xuống sông loại gì không đó. Ủa? Như vậy là bé Thiên không phải là dùng bàn cầu cơ để chơi một mình mà có nhiều người nữa bà? Hai đứa. Cậu cơ rất la nhất lên hậu qua kia tới lại cậu cơ nó la làng la lửa nè. Là mới đây cũng có nữa hả? Ừ, cậu hoài à. Hai đứa, ba đứa, hai đứa cầu rồi mình lên nó đâu có dám cho nó cầu. Cắn tay nè, cắn tay nó ấy cơ. Làm bữa cái nhà là bé Thiên nói là bé Thiên ra ngoài nghỉ trang để cầu cơ một mình nhưng mà... Một mình lên nó cầu nữa. Là vẫn có luôn hả bà? Có, nó mua cái gì đó, nó đi mua. Như vậy là không phải là bé Thiên hoàn toàn nói sai, nói dối tụi anh em tụi mình. Không có đâu. Mà bé Thiên vẫn cầu một mình. Có, nó cầu. Giờ mới bên đó, bên đó, nó qua bên đó đó. Dạ, giờ mới phát hiện là thêm cái vụ mà có thêm người nữa. Ủa, cái người mà đi chung với bé Thiên là lớn thằng không? Thằng đó có ba cao à. Ờ. Nít không hả? Là bạn học của bé Thiên hay bạn sao? Bạn học đó, bạn học chung với nó đó. Vậy là hai thằng chơi chung. Rồi sao này la quá trời la rồi á nhà cầu ơn. Bữa đó cậu anh bên đó la làng la lửa. Cậu bên đó thì nó chăn chỗ hai nhỏ bà Bảy nói đó. Dạ. Gần đó nó sát bên đó nó về nó nhập làm sao. Không cho. Rồi có lần nào mà bị nhập mà cắn bé Thiên như vậy bà? Hôm nay cũng hơi lâu lâu. Cắn thằng nhỏ cắn con 10 bữa rồi cắn cái tay như nè. Cái đó là lâu rồi ha. Ừ, lâu rồi mấy gài. Còn ở qua kia cầu nữa nè mà không biết cậu làm sao đó. La làng la lửa nó cũng trốn đi đẳng dậy trời đẳng chân. Rồi cái lúc đó là gia đình mình chỉ có la bé thôi hả bà? La không cho, sợ lắm. Sợ nó nhập bất tử là con khỉ, con này con kia nhập ma quỷ, nhập bất tử làm sao, má la dữ lắm luôn. Dạ. Rồi cái bàn cầu cơ đó mình nhà người nhà mình có đem đốt không? Nó giấu tiêu nó có cho thấy. À vậy là cái vụ này là nó nói đốt rồi nhưng mà chưa đâu, còn giấu đấy. Không ai thấy cho nó giấu nó tiêu rồi mà còn nó đòi cầu cơ hoài luôn. Đúng rồi. Mua ở đâu á, gửi mua ở đâu, Hùng lại mua đó. Đốt rồi. Vậy là nó nói giúp mình. Nó nói gì đó nặng mà cho mẹ nó nghe. Những thứ mà bé Thiên nói cái nhà là có giấu rất là nhiều nhưng mà cũng có rất là nhiều cái bé Thiên nói thật. Nó giấu má nó sợ mẹ nó la. Và giấu rất là nhiều thứ. Ừ. Rồi, lắm luôn. Rồi chứ bà hai bà Bảy cho con hỏi nè, chị hai là làm thầy đúng không bà? Làm thầy, nó làm thầy, nó đi. Đi trên núi á, yeah. Đi trên núi cắm chảnh rồi lên ông thầy tên gì, ông thầy gì quên rồi kìa. Cái ông đó mà câu tới đây bùm xùm đó. Dạ, yeah. Mình biết ông thầy có gâu được rồi. Ừ, ông thầy có gâu đó rồi lên chảnh cái cúng lại cái sao mà mấy bà về xác đi. Về hai người về xác cho nó rồi cái ta làm cái gì, ấn đầu cho nó luôn. Ấn mà người ta ấn du dơ, ấn ngủ mà thấy cho ấn nó luôn nữa đó. Ấn du dơ à? Ăn như là trên đưa xuống cho nó cũng như con này ở trên cô liễn ấn xuống đem lại cho nó gì đó rồi
cũng như tên mấy ổng mấy bả vậy đó. Cho chị hai ấy. Ừ. Rồi sau này lên chảnh ông kia ông cho cái ăn sắt. Dạ. Rồi cái việc mà bé Thiên đó bà, hôm bữa thì con có trò chuyện là bé có gặp một bé gái nữa là hay đi chơi chung với ma, là thấy ma đó bà. Kìa. Đi có, à, đúng không? Có kìa, nó đi ẵng con ngón gái gặp nó kìa. Tại có rất nhiều cô chú anh chị là kêu bé đi thầy đi rồi kiếm cách chữa trị cho bé, nhưng mà sẵn tiện ở đây là chị hai cũng làm thầy. Con thắc mắc từ lúc mà nãy giờ luôn đó bà. Ừ. Là bé Thiên có được mẹ của bé giải hay gì chứ bà? Cũng nói giấu gì lắm luôn. À, giấu đúng không? Ừ, mấy chị nó bàn tính mẹ nó đi cái này về rồi với đem nhỏ cháu nó về đó lặng tôm bùa đó rồi làm cho nó luôn đó. À, là đợt này là chị đi thành phố về rồi sẽ làm luôn đúng không? Ừ, thành phố về làm luôn cho nó luôn chứ để làm gì hoài sao được. Buông ra đi cầu cơ hoài luôn nhỉ. Trời ơi, cái nhà. Cô sợ. Thì sao lại để lâu cái gì bà? Giấu mẹ nó đâu cho mẹ nó hay. Giấu. Chỉ có lúc mà khi tụi con tới trước đó là mới nó mới khai ra đó. Mới biết đúng không? Ừ, mới biết nó giấu dữ lắm luôn. Chúng nhà mà Hùng đi mua ở đâu, lọc quớ ở đâu á. Trời. Không ai hay một người nữa, cầu cơ hoài, cái thấy mấy thằng nó tối tối lại kêu. Anh ngã qua, chịu qua vậy âm sụp và đắt đẳng nào mới có không. Ghê em chết luôn mà sợ nó la lửa. Mà cầu vậy là hai bé này với thêm một cái chai đúng không? Nó nói cầu đâu đặn không có hay. Mà nó nói cái gì lên cho thằng kia cắn cái tay nó vậy nè. Đâu có hay đâu, mới khai ngày hôm qua nè. Hay là có khi nào không những là hai người đúng không? Nó nghĩ vô, có thể đông hơn đó. Chắc thì, đông lắm nó mới gì á. Thì bé Thiên cũng giấu. Nó giấu đó, đâu dám. Nói chung là anh nghĩ là bé kia bị nhập á. Nghĩa là cầu bác kia bị nhập cắn bé này. Ừ, bác kia cắn bé này. Oh. Rồi thấy cái dấu tay đó là gia đình hỏi, rồi bé mới nói ra. Nó giấu dữ lắm, nó mới khai với bà Bảy ngày qua kia vậy nè. Trời ơi. Nó giấu không cho ai hay người nào hết trơn á. Đi cầu hoài. Vậy là cái vụ việc mà mẹ bé nói là mẹ của bé biết. Xong biết lắm rồi, nó mới khai đó, biết. Cái bàn cầu cơ là nhà không biết luôn cả nhà. Nó biết nó ra sao không biết nữa. Trời. Có hay có biết vụ cầu cơ cầu gì đâu, tiền nói nó mà nó đi đẳng, nó đi cái nhà ngay trang chỗ cái nhà hai cái nhà trống đẳng mà cho mấy cây cọng hen. Dạ. Nó gặp nhỏ con gái đó hoài là cái ngôi nhà mà ở khúc trên này đúng không ạ? Nhà ở trên này nè, cái lên xíu là bên tay trái đúng không? Ừ, tay trái mà hai cái nhà không có người ở. À, là cái ngôi nhà mà hồi đợt Vũ với anh em có quay cho cả nhà mình xem á, là lúc mà bé Thiên dắt đi là bé Thiên có chỉ vô ngôi nhà đó cả nhà. Ờ, chỗ đó nó coi đó, nó là đó nó thấy nhỏ con gái chạy đó, nó ngoại ơi. À, nhỏ gái mà bà ngoại thấy đi với thằng trai chạy tút đẳng nở đẳng rồi, tại vì cưa cây bự rồi đó. Dạ. Cưa cái đằng chỗ đó đó rồi chạy tút đẳng nở rồi ngoại ơi, con thấy nó chạy nó câu cá mà nó chạy muốn gần chết luôn. Nó đi không, nãy giờ là những câu chuyện của bé kể là đều là thật, đều là thật, nhưng điều mà bé giấu rất là nhiều. Đúng rồi, những chi tiết quan trọng thì bé giấu bớt à. Nó giấu là nó giấu vụ cầu cơ, nó mua cầu cơ đó mà không biết cái đó gan sao nữa mà nó cầu. Dạ. Ngồi đi con, ngồi vậy đi. Vậy bà chưa thấy luôn hả bà? Có thấy ai thấy đâu, kìa ghế kìa. Dạ. Có ai đồng thấy đó, nó giấu ở đâu á, để đâu đằng đẳng á. Không ai thấy một người luôn nữa. Ừ. Rồi nó mới khai không dài hôm qua kia vậy đó. Ngoại con anh nghĩa qua hả? À con đi cầu cơ với thằng Hoàng á, nó gì nhập nó cắn con cái tay muốn chức ra luôn. Rồi nó chạy xuống sông nó sợ quá sợ, cái nó xuống sông nó tha đất mình mấy tùm lum chân đừng cho chụp nó đang dính đó. Chạy lội sông về không á, mà đâu có biết thấy lội sông mà gì nghẹt chân đâu có biết đâu. Con thắc mắc là sao mà trong nhà có người làm thầy mà không có hay, nó có cho hay. Đó, cả nhà cũng biết rồi đó, là do là để không có cho ai biết chứ. Không có ai biết một người luôn. Giấu quá gì giấu luôn. Nó giấu nó thấy nó cũng giấu giờ cũng nên hình giấu à. Thậm chí mà mấy anh em tới quay là biết cũng chỉ kể một phần nhỏ thôi cả nhà. Lòi ra thì bây giờ quá trời luôn anh chị. Nó giấu hơn gì nó có hay ho gì đâu. Má nè, mẹ nó đi, mẹ nó dặn ở nhà nghe, ngủ lên nhà ngoại ngủ nghe. Mình nên đó, mà kêu lên đây không ngủ, bằng ngày kêu lên đây ngủ mới ngủ đó. Còn bằng đêm ấy, ba nó đi thiệt đó, kêu bảy xuống ngủ đó, nó nói thôi, mình nên con ngủ ơn con hả. À. Ngoại về trễ đi, con ngủ đi. Rồi hỏi chị hai nó hỏi chứ, họ Thiên sao mày bà ngoại xuống ngủ mày không cho. Em ngủ với bà, có bà Dương Nữ em đâu có sợ. Bà gì vậy? Bà Dương Nữ. Bà Dương Nữ. Là về sát mẹ nó đó. Vậy? Em ngủ em đâu có sợ, có bà nhân nữ em đâu có sợ đâu. Bà phải cho con hỏi cái này. Cái thời gian mà bé đi cầu cơ vậy á, lúc đó là buổi sáng buổi tối vậy bà?
Cái thời gian mà bé đi cầu cơ là buổi sáng buổi tối bà có biết không? Không biết luôn. Không biết luôn. Nó giấu. Lúc bé nói bé cái nói là bé bị như vậy là bà có hỏi không? Có nói bà ngoại con đi cầu cơ với thằng Hoàng cái không biết ai về cho thằng Hoàng nó cắn vô tay con này nè. Để con lội xuống sông con lấy đời sinh non con thả trơn mình mấy con này nè. Con lội về không? Mà không hỏi cầu tối hay cầu trưa chứ chắc tối quá. Mà cái đó là bà không biết rồi sáng tối đúng không? Ừ, không biết sáng tối không biết chứ còn nó về nó học mới học đây mấy mai à, qua kỳ vậy nè. Còn cái câu chuyện mới đây là chuyến rồi bé Thiên có kể con nghe là ban đêm ngủ mà buổi sáng gặp khoảng 4-5 giờ sáng á là gặp một cái người con gái đứng trước mùng. Là cái câu chuyện đó bà Bảy có biết không? Ba người nữa chứ đừng nói một. Ê chàng ơi. À là ba người luôn đó bà. Ừ, một người bự hai người nhỏ nhỏ vậy nè. Có khi 5-6 đứa nó ngủ tết nó về nè, đương không chuông mỏ có bon nó nọng nó lết không. Vậy là cái hiện tượng đó là không phải là một mình bé Thiên thấy mà ở đây xuất hiện rất là nhiều. Chị hai nó cũng thấy, chị ba nó cũng thấy, anh rể cũng nằm chơi đứa nào cũng thấy chân luôn. À. Chị sáu, chị bảy nó thấy chân luôn. Là mấy cái đó là đứng ở đâu à? Thấy đứng ở đâu? Vô nhà, đứng vô nhà, đi cũng như cái mùng văn nhà, cái nhà thằng nó lòn. Rồi hơi cho mắt lắc xỏ chuông bon. Có cái trường hợp nào mà leo lên trên cái giường ngủ đứng nhìn luôn không bà? Không, đi lên thì mình nằm vậy nè, lại đứng nhìn rồi đi ra hả? Dạ, bé Thiên bữa mới nói là có leo lên giường nhìn bé Thiên luôn đó. Nó đâu có nói gì đâu. Đi lại giường, đứng vậy nè. Dạ. Như con nằm vậy nè, lỡ đứng sát bên vậy nè. Bé Thiên bữa kể từ con là có cái trường hợp là leo lên giường nhìn bé Thiên luôn. Nó sợ muốn chết luôn. Đúng rồi. Cái hôm trước đó là tầm mấy giờ sáng anh Tài? Khoảng 3-4 giờ sáng. Ờ, tặng thấy 3-4 giờ sáng không à. Ừ. Chị nó cũng thấy 3-4 giờ sáng nữa đó. Dòm thấy ghê lắm mà, à, con ơi. Thường giờ đó là giờ âm lên hay sao ba? Em cũng là cái sao kỳ không biết nữa. 3-4 giờ sáng, như là 5 giờ hết đúng không? 5 giờ là... Dữ, 5 giờ hết dữ à. 4 giờ gửi là 5 giờ cũng nhớ, còn 4 giờ gửi tới đi ra nè. Bữa đây đi ra qua nhà ba nó bệnh ở bên cái A bệnh là nó uống yeah. Nước trà. Mới vừa mở cửa ra quấn trong đó rồi đi ra là có người mặc áo trắng đi vô. Mẹ ăn Phúc nói mẹ đi ra là có người mặc áo trắng đi vô, khóc ngang vô. Vậy, vậy là bà Bảy không gặp mà mẹ của bé Thiên gặp. Mẹ con Phúc á. Mẹ Phúc gặp là chị Tư ha. Không, nhỏ này thứ sáu, nhỏ nó ngủ đây, hai mẹ con ngủ đây nè. À. Rồi Bảy mới chung ra đi uống nước trà. Rồi nó thấy mẹ đi ra là có người mặt trắng phớt ngang vô liền. Ghê trời. Bây gần đây có cái am một lần, ông Thế Hoàng cái am bên đây nè. Bấm ngay chặn chỗ cái cột đó, cột điện đó. Cái am. Cái am ông tắt cái đó. Rồi giờ đâu rồi bà Bảy? Rồi ông báo cho người ta dở rồi. Giờ ông bán cho ai với kinh đó mới ta vợ bỏ rồi. Không phải mình biết gì. Có nó nói là cái áo trắng nó có phát ba người luôn nó được nói một. Rất nhiều trường nó xảy ra ở đây rất nhiều cả nha. Ghê, ở đây thấy ghê quá. Ở dưới quỹ ban ấy ta đâu có mà lần 7 quỹ ban ấy đâu có. Về đây thấy đủ hết trơn luôn, đủ thứ hết trơn luôn, mà không có sợ đâu. Tôi ngược chạy thấy bà nội chứ trơn luôn, những nó. Bà Bảy gượt luôn hả Bảy? Gượt. Dùng đi gượt lấy dòng chỗ trà tôi quýnh không biết bao nhiêu mà nói. Ôi ơi. Có sợ. Rồi đây bây giờ có cái gì mà súng bắn ha. Miên nó gượt vậy tôi còn hơi sợ. Sợ đạn nha. Còn hô mà quỷ ma đựng hồng tôi sợ mất công lắm. Gượt tối đa luôn không có sợ đâu. Thì sao nãy kêu sợ? Cái đây này ghê mà. Hả? Nãy mới kêu ở chỗ này ghê mà. Thì anh em ta chỉnh ghê luôn cái chỗ này vậy đó. À. Sợ. Ghê là đối với những người sợ thôi, đối với bà Bảy là bà Bảy gượt luôn. Cái đứa nó sợ dữ lắm, sao tôi gượt mai mi. Khi nào không có bà Bảy hỏi với Tư, bánh coi bà sách chào, tôi sách chỗ tôi gượt. Bởi bữa đó là nó nói ra, nó buồn ra gượt quýnh nó đó. Dạ, đúng rồi, chị Tư có nói. Hôm bữa hôm vô nói chị Tư có nói là bà Bảy hay cứ mà nghe có cái gì đó trong bên nhà là cầm cái chỗ chạy qua bển. Quánh. Dùng cái me này, tôi quýnh nó gên, tôi quýnh bạch trên cái me đó. Cưa bỏ luôn mà quýnh cái me lên không nổi luôn mà. Trời, quýnh cái me lên không nổi luôn hả? Cái me cao lắm luôn. Dạ. Bằng cụm giò nè, gần nó cưa bỏ giờ lên ba cao, rồi quýnh sụp hoài xuống. Tại nó gần hoài, dạ. Nó gần hoài à. Bà Bảy quýnh cái me lùng luôn. Me thấp, bây giờ có ba cao cũng tin con quýnh coi kìa. Quýnh cái me lên nổi luôn. Nó lên nổi. Ừ. Ngày đêm gì đó gần thôi bà Bảy. Đây giờ chơi. Phúc hả? Phúc. Đúng rồi, Phúc anh. Yeah. Gên. Bữa đó mẹ ăn này này ngồi với chị Tiền Bảnh ngồi ở đừng làm một cột. Rồi cái ba bắt đầu nó ngồi đi dưỡng hay cái lưng cái răng cho cái me mà cái me ngoài đó này đó. Nó gên hi.
cái ông Cương nó hỏi cái gì chị, Kim Cương ông Tiện nó có gì đâu mà nó ghen, mà ngại nó cũng nhắn ghen, nó muốn nhắc mình nhắc hả. Hôm nay thì con tới là để nói về cái việc mà bé Thiên cho chị Hai nghe, tại vì con khi mà hôm đó con cũng có nghe là chị Tư nói là chị Hai làm bùa, đó nên con tính tới hỏi. Bùa nuôi nít. Dạ. Bùa nuôi nít hả? Ừ, là bùa nuôi nít. Bùa nuôi nít là sao bà? Đâu rồi sao bùa? Không biết nha. Phúc. Ừ, con chị ta cháu nội chị Tư có đeo cho bùa giò trong giò đó à, năm sắc màu đó à, là, cũng chỉ đó là để cho mít đeo ấy ừ. Cái bùa đó làm được cái gì bà? À, năm cũng chỉ màu rồi mình sắc, con đít thì con gái thì 9 gút, con trai thì 7 gút. Cái dụng của nó ra sao à? Cho nó đeo cho nó cũng như con lợi, thí dụ con là con phá là đâu có dám à, là ngăn ngừa mấy cái ngăn ngừa mấy cái đó đó. Tôi sợ trời, ở đây nó nhiều cái bả nó ấy, tao sợ quá. Ồ sợ gì, tôi cũng sợ đâu, nội tôi gượt chắc bà cố nội hết trơn. Có sợ đâu. Bây giờ còn được không? Gượt hoài ha, thấy là gượt đó. Trời ơi, mắt có thấy đường đâu mà được, cái té sao? Té hoài à. Trời ơi. Trời ơi. Tôi chạy dắt nó gần thì bên đó tôi lấy cái chổi ra dắt. Có khi mình gượt quấn vài cái dắt lăn cù, ngồi gì quấn nữa. Quấn nữa hả? Quanh. Có sợ đâu. Trời ơi, mắt mờ mà còn vậy được chứ. Mặt mờ đi cái gì dắp bọng cỏ cũng té nữa mà gì lồm còn dễ bắt đầu gượt quýnh nữa, quýnh trên này chừng nào mà tới đâu tới đi. Dạ. Vậy là binh khí trong nhà vậy là chổi nhiều ha. Cho cái chổi đó viết kìa chổi búa rồi cái cưa gì tùm lum. Dạ. Rồi viết chổi vậy. Cái chổi bên đó cây kìa, trong nhà này hai cây kìa. Dạ. Lạ hay bà bảy ơi, bà con ma nó sợ cái chổi hả? Trời lắm luôn. Chỗ ừ, cái nhà tiền nha, tao nói nó bước vô nó giật ốc quần áo thì nó phơi để trong nhà, quần áo nó nhiều để hàng lớp lớp vậy nè, rồi tủ phơi gì của nó văng vậy nè, ba cái tủ nít đó, bước vô nó sợ giật ốc ngốc, nó kêu qua tao quấn tàn phải cơ quấn, bởi vì bữa hổm nó nói quấn nó hoài đó, quấn đầu cổ nó hoài đó. Bảy ơi, cái cây me đó nó còn gên nữa không, còn khóc nữa không? Còn mới bữa trước bữa sau thì con vô đó. Rồi bữa trước bữa sau là anh em mình vô hả? Ừ. Ghê vừa vậy. Ban ngày có hơn 17. Ban ngày Kim Cương ngồi không biết cả này nha, sớm hơn vậy đó không biết nữa. Là ban ngày cũng có luôn vậy. Có. Nó làm sao 17? Nó lên. Ừ. Còn ngồi bữa hổm nó nhắc là 7 giờ vô chung vô tao bắt gà rồi đó. Nó làm ở. Bà cố nội người làm đi ha. Tao bắt gà tao thảy vô bao hết trơn rồi, sợ mấy thằng nó đi nó phá đó. Dạ. Rồi cái bắt gà vô bao đem về nhà, đem nhà cột đàng hoàng rồi ra tính mày mà chẳng gãn rồi. Dòng cây cỡ quấn trên, quấn trong nhà ta, tá lả âm binh hết trơn, hết dám luôn. Rồi bắt đầu tôi cái bóng đèn nó giãn đó, tôi gọi ra, tôi lòn bên kia ra, tôi quất banh chành cái me hết trơn. Vừa cầm máy giãn mà vừa quýnh ma luôn. Ừ. Quá dữ luôn vậy ơi. Quánh, không có sợ, tao trừ ra tao chống gì sợ miên nó bắn mình thì thôi, chứ đạn vừa tao không có sợ đâu. Ma quỷ không có sợ cục đạn dính mình thôi kìa. Sợ kêu đồng ha. Ừ, không sợ đâu. Sợ thầy đạn thôi, cho con ma quỷ tôi nói cho mày hiện hình luôn, tôi cũng không quýnh nữa. Mà sao bà bảy cho con hỏi này nè, con thắc mắc từ nãy giờ luôn á. Không, từ bữa giờ chứ không phải nãy giờ nữa. Là cái chỗ mình làm bằng cái gì mà má nó sợ ta? Cái chỗ trà đây nè, đó cho mày coi. Nó sợ dữ lắm luôn. Dữ lắm luôn hả? Nó sợ cái chỗ mình dữ lắm luôn. Sao kỳ vậy ta? Kỳ vậy ta. Nè, sao thường rồi để không mà thấy không? À dạ, cái này nó làm bằng cái gì đó? Tự biết không? Cái tàu dừa trái mình ăn á. À, lấy dừa đó hả? Ừ. Thường là con nhớ là mọi người nói là cái gì ta? Ma nó sợ là cái cây gì ta? Cây tàu ăn. Vô tàu ăn. Cái kìa, vòng lên nó trên kìa. Ờ. À, rồi sao bà không lấy dừa cái vô tàu ăn mà cầm cái chổi vậy? Nó có sợ cho ăn bằng cái chổi này đâu. Trời ơi. Hồi bà cụ đó. À, là như cái đợt đó là bà Bảy dùng cái cây tầm ăn rồi, nó không sợ. Ừ, không sợ. Nên mà Bảy dùng cái chổi bự vậy. Ừ, đó thì diễn ra là hàng ngày luôn á. Không, cái lúc mà bà Bảy đánh sao bà Bảy cầm cái chổi ấy cho con xem cái được. Nó mà chỗ nào con lợi nha. Dạ. Con vô đây mới được, ngày nãy dạ. Mày làm không được đâu. Nó cây túi vậy nè. Ui, quýnh. À, quýnh mình quýnh. Búa nó dâng qua vậy nè, cây đưa ra sau lưng mình quýnh lợi vậy nè. Ồ, chứ nó chung lưng mình nó trốn. Sao mấy giống mấy người đóng phi đồng công ấy vậy? Quýnh vòng tròn luôn, quýnh vòng tròn mà đấy, mình quýnh trước nó sao sau lưng. Giống chữ phép ha. Ừ.
là quýnh ma là phải có cách quýnh ma mới được chứ không phải quýnh đơn giản là quýnh bình thường. Mình mà quýnh trước là nó chạy sau lưng mình á. Dạ. Nó trốn đó, chứ không phải nó chơi đâu. Rồi cái tay đâu vậy, quýnh lát đâu tay sao? Tay đâu vậy à? Đây nè. Ừ. Cái tay bị ấy. Nè con gọi thử trong này đâu có miếng gì đâu, nó xương ra ngoài chân đó. Đây nè. Ừ. Cái đó là ma xô à? Thì cái từ mối xô đó. Đang quơ cái tay nó bị cái gì nó nhức sao vậy? Nhức cũng nhức vậy, cũng quơ cũng tối cô nằm nên nó nhức mà uống thuốc đưa kìa, một hộp thuốc ta cho kìa. Dạ. Có khi nào mà quơ vậy mà tay đâu quá buông chỗ ra ma dí ngược mình không? Không, không dám buông đâu. À không dám buông hả? Quánh là quánh này chứ không buông. Vậy là cỡ nào cỡ cũng không buông cái không ra. Buông nó đâu, buông nó nói mình sợ nó sao quên. Ta tôi quánh tôi ngược tấu đau tới đẳng luôn mà. Chứ con nghĩ là bà bảy khi sợ bà bảy đang cầm quơ vậy đó. Đâu tay quá là... rớt cái chổi. Ừ. Không rớt đâu, quên đi xa đây nè. Không rớt. Dí chạy ngược làm sao? Cái đó không biết được. Trời nói ra, nói ngược hoài luôn. Cái đó nhà sàn nhà cái này mấy ông cái gì? Người ta làm đá kêu bằng gì nè. Công ty cắt đá gian ta cho nhà này ha, cái mỗi lần còn nhà sàn. Khi mới có 3 giờ mấy mà dòm cái nhà sàn mà cái xiết tiền cao này dòm ra. Trời ơi, nó đi mặc áo giặt hò xanh. Áo cũng như cũng lại này mà nó áo xanh mà đâu chừng ba cao vậy. Dạ. Bên đó đi dài qua mà cái hai cái tay không, hai tay đánh dậy không, à, đánh sai vậy không mà cái giò nó cũng đánh đi gần vậy đó. Cũng như là cái đầu nó cũng như ông Phật Thích Ca vậy đó. À. Rồi môi mỏ nó cũng đo tha tha vậy nè trời. Son. Ừ, tha son với vẽ chân mày đàng hoàng, mặt mày vậy trắng tu luôn tha. Trai mà sao tha vậy? Có đâu biết trai cái không biết nữa. Đi bên đây đi lò tú bển nó cái gì vậy chàng. Dòm hoài không thấy trả lời, mở cửa ra không thấy ai chân á. Tại vì cái am bên đây nè, sát bên đây chỗ cái cột đó đó, cột điện đó. Cái mặt trắng hết luôn rồi. Trắng tha, trắng trơn, tha kem cái gì mới trắng trơn mà cái này ra đỏ, cái này đang thù lù, nó tha, đẹp lắm. Mặt mà có da có thịt đâu như bình thường. Cũng no đủ mà, có bắt cao vậy. Ủa? Xíu vậy tội? Xíu vậy? Có bắt cao vậy. Ủa? Nãy giờ tưởng vậy nó là cao lắm chứ mà sao chút xíu vậy? Nó có bắt cao vậy, nó đi nè. Lấy mà tí hòn. Tầm mét không, không biết nữa nhà. Nó bằng áo áo xanh mà xanh dương nha, mà nó cũng áo giặt hò y gan thấy quỷ cục đầu vậy đó. Xanh dương áo giặt hò cái nút y gan cái nút mà bảy bằng áo lại cái nút cũng à, dạ. Bình hồng ha, bình hồng xéo 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 gì nè, nút gút bằng giấy nút gút bằng giấy đó dạ. Rồi cái mấy nhéo nhốt, trời ơi tao thấy con nhéo cái này nè nha, mấy mày quay coi nha, mấy nhéo cái này thấy thì sợ chỉ người không á nè. Ừ, chỉ người luôn mà dạ. Mấy nhéo con nhỏ này nè. Này mẹ nhéo con hoài. Đâu có biết đâu nhỏ này nè. Ở nhà có nhỏ này với nhỏ này thôi. Nhỏ này mẹ ăn phúc. Nhỏ này là hồi đó hai đứa này chưa có chồng. Nhéo nó muốn gần chết vậy nó. Mày mẹ nhéo con hoài. Nó sợ. Sợ nó kêu nó ra. Còn nó mẹ nhéo con hoài. Trời ơi kêu cửa luôn. Nó lại cửa ra nha. Chó sủa. Mình dòm thấy nó làm gì nè. Tao xách cái búa ra, đứng ngay cái cửa cái thì mình đâu, là đó không phải cửa này, cửa yeah. Cửa bằng xóa vòng đó. Đứng cái cửa, đứng nhà cái cửa như nè. Để chừng nào mà nó có đi lại nhà mình vô nhà, cái cửa nhà mình nó hà mình hay gì đang mình chém. Để cái búa ra dưới cái đằng bên, cặp đằng bên nhắm nách như nè. Cái đằng bên của tiền nó đưa đó, đằng này chém đó. Mà xem nó đi nó tiêu nó không thấy nó. Rồi. Chém nó là tắt nó vô đây quá à. Yeah. Kẹp đèn pin vô nách đó buổi tối mà vậy. Khuya rồi. Kẹp đèn pin vô nách vậy đúng không? Cặp đèn pin vô nách. Rồi dơ lên rớt đèn pin, bởi đèn pin không thấy đường nữa. Nè, vậy nè. Không xong rớt. Bà vậy thử dơ cao chín. Khỏi được khỏi tầm độ. Cái im luôn coi. Vậy nè thôi. À. Cái búa nó dài mà. Dạ. Bắt đầu thích mà đưa vô rồi quất ngay đây cho nó sụm luôn. Đâu sao bà vậy cái diễn tả đi. Trời tao nói tao kiếm cái giùm coi nha. Khỏi, cái đèn pin á. Ba bên đập đây. Rồi. Cặp đây cái bắt đầu mình làm gì nè, mình khép vô. Để tay vô là gì thôi đúng không? Khép vô nè, mà chừng đứng giờ mấy cửa hoài chừng nào mà cái lú đầu tới mình nó nhắc mình nó quất. Quất liền. Quất tinh quất cho nó vô đây cho nó bỏ tạt. Vậy là mình chỉ mổ con tay thôi. Mổ hai tay luôn nè, con đấy nè, để đứng cái nè. Vẫn kịp cứ nhắc cái bình pin nè. Cũng kẹp là cứ nhắc nè, con mổ con cầm với cái đai cái cây a đít. Còn cái đầu mình làm gì nè? Mổ. Mà sao nó đi luôn? Đi luôn. Ừ, biết đi, mà. Được thuốc chứ. Biết rồi nó à. Chắc nó biết không? Không biết nữa. Nó biết mới đi luôn chứ. Ừ. Vậy chơi một cái. Ta mổ. Mình kẹp cứng luôn nha. Chứ gì mình dưới này mình cầm cho cái cây, cái đít búa gì vậy nè. Còn dạ. Này mình cầm trên. Dạ. Bắt đầu thấy nó còn dồm gì ngoài nha. Nói mày tới là tao cho mày vô đây. Dạ. Bởi mấy đứa nó tôi sợ mày luôn rồi.
Ma quỷ bà không sợ, tôi cho đi ba bốn người tôi chưa sợ nữa. Ghê thật. Sợ đâu. Vậy bà Út đó mới nói tôi sợ bà, bà Bảy ô, tôi sợ bà rồi, hỏi hay gì, tôi lại bà luôn, ma quỷ gì bà cũng sợ ở mình nên, nó không sợ đâu. Này này, nãy giờ bé bé Thiên ngủ lâu chưa bà Bảy? Ngủ lâu rồi, kêu không? Như là thức hay sao, nãy giờ biết nãy giờ. Thiên ơi. Hả Thiên? Chắc gì con? Chắc gì thức nãy giờ, thầy vô mấy chú nói chuyện xíu. Mấy chú vô thăm hỏi thăm con gì kìa. Thầy ơi. Bên đây con có đi học không? Chú giờ chú ơi. Hôm nay chú Nhật mà. Chú giờ chú nói chú cho đàng hoàng. Nói ngày mấy chú nói chuyện đàng hoàng. Thức nãy giờ đúng không? Dạ lớn rồi. Em Thiên. Giờ hết nãy giờ. Dạ đang thức lên. Không, không sao đâu bà, cứ để với Thiên tự nhiên đi. Này tụi thức. Dạ rồi bà. Rồi, rồi bữa giờ con có gặp hiện tượng lạ gì nữa không Thiên? Có. Có nữa hả? Không, nói gì mấy chú nghe được rồi. Bây giờ con gặp sao? Hôm qua con đi chơi cầu cơ. Cầu cơ nữa. Vậy là bữa nay nói thiệt rồi ha. Bữa nay nói thiệt chắc rồi. Chắc hồi nãy nghe mấy anh em mình hỏi rồi bà Bảy nói hết trơn rồi, giờ đâu giống giấu nữa. Sao chắc giờ... hôm qua gặp gì? Dạ đi chung mấy bạn luôn á. Mấy thằng luôn? Rồi mấy bạn luôn. Rồi mấy thằng. Tất cả lúc mà đi chơi cầu cơ là mấy thằng? Bốn thằng. Bốn thằng. Rồi nó nhập cho mấy thằng? Một. Một. Hồi nãy ngoại nó còn bị cắn đó, có không? Có. Đầu dấu cắn còn không con? Nó lạnh rồi. Lạnh. Tại sao bữa nói với chú là cầu cơ của mình vậy? Trả cho nó lâu rồi. À, là con có cầu cơ của mình thì đúng không? Đúng lớn lên. Rồi sao mà lúc nó kể với bà nghe sao nói chỉ có đi có hai người, sao bây giờ là bốn người lận? Là lúc đó mới nói chuyện hay. À lúc đó là có hai thằng biết thôi đúng không? Hai thằng biết thôi nên đâm ra là chưa có thêm hai thằng nữa. Dạ. Lúc mà cái thằng kia biết là đi theo. Dạ. Theo. Rồi lúc mà cầu thí dụ đi. Rồi hôm qua con khi mà con cầu cơ, cái người bị nhập là ba đứa còn lại sao? Chạy hay sao? Dạ chạy. Chạy bỏ bị nhập lại luôn. Dạ. Chạy bỏ bị nhập lại hay sao? Nó bị nhập. Nó dí con. À là dí. Dạ. Sao dí có mình con vậy? Không biết gì. Trong ba thằng mỗi thằng chạy đó là con chạy chậm á. À mỗi thằng chuyện hướng con chạy chậm, con bị dí theo. Cho cô hỏi nè, hôm qua con cầu gì thì ai lên? Dạ các bạn nói tiếp. Là con cố tình con cầu bạn nó lên hay là con cầu muốn ai lên lên? Dạ không có mình. Đó. Cố tình cầu cho bạn gái lên đúng không? Cái bạn nữ lên. Ghê trời. Cố tình kiếm cái bạn đó đúng không? Ừ. Là bữa giờ không gặp hay sao mà kiếm cái bạn đó? Bạn con nó kêu cầu nó lên thử. Cầu lên thử đúng không? Là bữa giờ con không gặp hay sao mà phải cầu lên vậy? Nói thiệt đi. Bữa giờ bạn con kêu cầu chứ. Ý là bữa giờ con không có gặp cái cô bé đó hay sao? Không đúng không? Thì con cũng muốn chứ có gì nữa đâu mà nói. Con muốn không? Muốn gặp bạn đúng không? Ừ. Không rồi không, sao qua cầu bạn lên. Thằng bạn con kêu cầu lên đó. Giấu nữa. À, qua bé nó lên này nó có khóc không con? Hay là nó vui? Với chuyện vòng nó thiệt tình. Không, lúc mới lên kìa. Ừ, đúng rồi, lúc mới lên sao? Lúc mới lên là nó giỡn với thằng ba thằng mới đó. Nó giỡn với ba thằng mới luôn. Trời ơi, bé này nó lý lắc dữ rồi nha. Rồi giỡn xong rồi dí. Rồi sao dí? Tụi con làm gì nó mà nó dí? Do bạn chọc. Chọc cái gì? Nó lấy rồi nó đốt cái gì á. Đốt cái gì vậy? Rồi hôm bữa nói là cái bàn cầu cơ bị đốt mà sao giờ vẫn còn bàn cầu cơ vậy? Hôm bữa con nói cái bài cầu cơ bị mẹ con đốt mà sao giờ vẫn còn cái bài cầu cơ? Sao con giấu? Giấu đúng không? Thằng nói thì bây giờ nói thì với chú nè, cái vụ bài cầu cơ đó mẹ con có biết không? Dạ không. Là sau cái đợt mà cô chú lại là mẹ con mới biết cái vụ đó đúng không? Dạ. Nhưng mà thật sự là con chưa có đốt, là con đem đi con giấu, đến hôm qua là mới chơi tiếp. Thưa cả nhà, thì những thắc mắc mà cả nhà có hỏi là bé có giấu nhiều thứ quá thì hôm nay qua lời của bà Bảy nè là một, với lại
Bé Thiên thừa nhận những cái việc đó. Bây giờ càng ngày chúng ta càng biết sâu hơn, biết rõ hơn về cái sự việc của bé Thiên rồi cả nhà. Mà chơi tính thời điểm bây giờ chơi mấy lần? Chơi gần mấy tháng rồi. Mấy tháng luôn hả? Dạ. Lúc mà con chơi á là con đi buổi tối hay buổi sáng? Buổi chiều con đi. Chiều đi. Thì lúc đi. Bắt đầu cầu cơ là mấy giờ biết không? 6 giờ. 6 giờ. Con chơi tới 8 giờ. Vậy là lẻn lẻn đi chơi buổi chiều. Lấy giờ buổi chiều chứ đi giờ khuya quá thì đi không được. Cái giờ đó là ít có ai phát hiện ha, ít có quan tâm á, đang lơ mơ. Đi kiếm hoài luôn ha bà Bảy. Kiếm hoài. Ôi. Tại vì bà Bảy có nói là buổi chiều đâu có trông nít ra được. Ừ, vậy ra là đi kiếm rồi đúng rồi. Ừ. Bữa bị giấu lần vẫn không sợ, hôm qua vẫn đi chơi cầu cơ luôn cả nhà. Không sợ hả? Chỗ liền liền gì cho nên đâu có ai biết được kiếm. Mà bữa đó con chơi gần chỗ cái cây trồng không? Không. Gần hả? Vậy là chỗ đó chỗ quen thuộc rồi đó. Thôi con dắt cái cô chú ra ngoài đi. Sẵn cô chú mình hỏi mất công bà Bảy là bà Bảy là bé nữa. Ờ. Dẫn ra ngoài. Sẵn con dắt bé Thiên đi ra ngoài xuống cho bà Bảy. Ờ. Mất hoạt động cứ hai cái lóc rồi. Cái gì? Cái lóc đâu gất còn ngoài bà Bảy. Quất hoạt hoài vậy mày. Hả? Mà phải bị liệu cả nhà. Phải bị liệu cả nhà. Liệu nặng luôn cả nhà. Cái quạt gớt rồi mà quẩy nó cái lóc gớt. Gớt rồi chứ. Đâu. Đứa là chẳng có này không có quạt chân. Nãy giờ thức rồi đúng không? Nãy giờ nghe rồi hết đánh dấu rồi. À. Hình như là lúc nãy ngủ mà ngủ kiểu như không, lúc mình lại là lên mà thức rồi. Đúng rồi, giả bộ nằm ngủ tiếp. À, nằm ngủ tiếp. Lúc mà em quay, lúc mà mới đầu vô em quay đó tầm được 5 phút là thấy chân rồi bắt nhím đầu nhím nhít rồi. À. Trời ơi, cái nhà. Bây giờ con dẫn chú đi đâu vậy? Ra chỗ cái cọng. Ra chỗ hai cái cọng hả? Là nãy em kêu bé là dắt ra cái chỗ mà cầu cơ, thường xuyên cầu cơ. Gì đâu, chỗ con chơi là chỗ nào? À, đây chú. Tưởng là bé dẫn là chỗ cũ hả? Ê, có mì gói gì kìa, xe nước nữa kìa, rõ ràng chỗ này nè. Chứ đâu đâu chơi đâu, chơi đâu. À, cái mì gói đó là qua chơi đúng không? Cái bịch mì mới nè thầy cả nhà, chứ ai mà ra đi ăn mì gói ở ngoài này, cái tôi nhỏ mới ra ngoài này vậy thôi chứ. Rồi các bạn còn cơ giấu ở đâu? Trời đưa bạn đi giữ rồi cũng là cũng biết đó chứ, nếu để đây thì người nhà biết sao. Ừ, đưa bạn giữ hả? Chắc không, bữa giấu mấy chú nhiều lắm nha, chú bắt đầu không có tin rồi đó. Thôi thưa cô cơ, con ngồi xuống đi. Có kiến không? Nó có kiến không? Thấy không? Không. Dạ không. Con ngồi xuống đi, chú cháu mình nói chuyện. Rồi lúc mà cầu cơ, con cầu cái gì, sao con cầu lại chú nghe thử đó. Con có gạnh mấy cái đó mà gạnh chỉ á. Ai chị? Bạn con. Bạn con ấy sao? Nói là nó cúng mấy cái bánh với lại hai cái kẹo. Ở đây có con dao nè cái nhà. Gì có dao luôn à? Đó kìa anh, bên tay phải kìa. Đây nè. Một chút. Dao nè. Ai bỏ sót ở đây trời. Vậy là chắc anh nghĩ là bé, một bé nữa biết cái bài cầu cơ. Là cái bé đó là chuyên gia là bé mà đi đầu á. Làm bữa con kêu con chơi một mình mà sao con không nói con không biết được. Giờ nó chỉ con lâu rồi đó, nó nói là chơi với ai rồi con chạy đi. Chạy con nổi cái này bé không nói được nữa. Vậy là bàn cầu cơ vẫn còn. Vẫn còn. Còn bàn cầu cơ đâu ra? Dạ con mua. Mua chỗ nào vậy? Mấy con để cho mua cho hợp quá. Trên Lạc Quế. Mua trên Lạc Quế. Ai bán mấy cái đó ghê trời, bán như con nít nữa. Cái chỗ người ta bán hộ vậy. Tao bán gì? Bán gì? Người ta bán gì con? Bán hòm. Gì chỗ bán hòm bán đó sao? Có. Có luôn hả? Chỗ bán hòm mấy cái đó kỳ vậy ta? Nhà bán hòm cũng mãi thêm mày còn cơ. Chỗ đó mình cũng không biết tại vì mình không có chuyên nghiệp, chuyên về, chưa thấy. Anh cũng chưa thấy cái hình dáng của cái bàn cầu cơ như thế nào nữa. Không, thực sự là trên mạng, tại vì có một số khán giả nói gì á, là bàn cầu cơ có 12 chữ thôi. 12 chữ hả? Dạ.
là có người nói 12 chữ, tại vì cái bàn cầu cơ mà mọi người thấy trên tivi hay là thấy trên những thước phim đó cả nhà, là cái bàn cầu cơ đó là như bàn cầu cơ bên nước ngoài nước họ. Ừ. Bàn cầu cơ Việt Nam mình thì thực sự cũng không có biết cả nhà. Mà thường em có biết là bàn cầu cơ thường chơi được mấy người không? Nhiều lắm. Nhiều người hả? Và không nên chơi một mình. Nhập là không ai cứu phải không? Đúng rồi. Tại vì có một cái trường hợp ở Việt Nam mình là mấy bạn trẻ, như là cái đợt đó mình xem lâu, em không có biết là cái video có thiệt hay không nha. Thì quay bằng cái điện thoại là chưa, không biết cái chỉnh sửa hay không. Tại mấy nay mình làm trong cái này thì cũng có cái video, khi video bị dập hay gì đó mình cũng có cắt ra. Đó nên không biết cái video có chỉnh sửa hay không. Nhưng mà đợt đó như là nghe là có cái mạng xảy ra nữa. Ừ. Là cái cầu cơ. Đúng rồi, cầu cơ là thấy quỷ, có quỷ luôn á. Ghê trời. Là cái đó là trai hay gái? Là chơi nguyên một bên luôn. Một nhóm luôn? Dạ. Xong rồi nhóm gặp nạn, xong rồi có mấy người bị ấy nữa. Là có em thấy có bóng đen bự nữa. Ghê trời. Con có biết cái việc cầu cơ này nguy hiểm không Thiên? Dạ cũng hơi nguy hiểm rồi. À cũng hơi thôi chứ không? Dạ. Con chưa gặp những cái vấn đề nó quá nghiêm trọng. Nên ra con không có biết cái việc cầu cơ là rất là nguy hiểm. Dạ. Và đặc biệt hơn nữa là ở lần trước á, con có kể với cô chú nghe là con từng bị giấu nè. Là con cũng có gặp cái người bạn mà tóc ngắn của con á, con nói đó, gặp thường xuyên nữa. Nên cái việc mà con cầu cơ về sự rất là nguy hiểm, đúng không anh? Ừ. Có lần chơi cầu cơ con đó, có trúng con quỷ. Trúng quỷ luôn hả? Dạ. Chuyện ơi. Là cậu ở đâu? Cậu đây luôn hả? Dạ, cậu ngay chỗ đây. Rồi lúc đó quỷ nó lên sao con kể lại với cô chú nghe. Nó có sừng luôn. Có sừng luôn. Là nó không phải là nhập người vô người. Dạ. Mà là lên cho tụi con thấy luôn hả? Cho con thấy luôn. Lúc đó con đi mùa hình có bạn không? Có, bốn đứa. Bốn đứa, mấy đứa kia có thấy không? Dạ không. Có vẻ như là cái này là Vũ không có dám nói chắc chắn như cả nhà. Tại cái này, phần này thì Vũ cũng không biết. Nhưng mà theo như ông bà xưa là mọi người hay truyền miệng nhau á, là cái trường hợp của bé là bị yếu bóng vía. Ừ. Đúng không anh? Yếu bóng vía. Yếu bóng vía người ta hay gọi là yếu bóng vía. Nhẹ bóng vía. Nhẹ bóng vía. Ờ. Con thấy quỷ gì là con có thấy được rõ mặt nó không? Rõ. Nó màu đen. Khuôn mặt nó màu đen. Ừ. Con mắt màu đỏ. Ê chàng ơi. Con mắt màu đỏ luôn hả? Dạ. Rồi con thấy lúc nãy là bé có nói là thấy cặp sừng. Đúng không? Đúng rồi. Cặp sừng, rồi rõ cặp sừng, cái mặt màu đen, mắt màu đỏ. Nó cao bao nhiêu con? Nó cũng hơi cao. Hơi nó cao. Cái mình nó ốm. Cao ốm. Cao ốm. Chắc quỷ đói vậy em ơi. Không biết tại mình chưa gặp gì đó bây giờ. Sao chưa có thấy cái trường hợp này đó nha. Giờ kêu em ra chỗ này những cái nơi mà em, ví dụ em là bé Thiên đi, em từng gặp ma là từng bị giấu nữa. Kêu em ra em chơi cầu cơ cũng không dám nữa rồi. Bé này không những là đi một mình mà còn có thêm những người bạn của bé đi nữa. Ừ. Mà có vẻ như là mấy người kia là không có thấy được. Đúng rồi. Là còn chơi ở đâu nữa không, ngoài chỗ này ra? Còn. Còn chơi ở đâu? Chơi trong nhà đó thôi. Trong nhà, nhà hai cái này đúng không? Dạ. Đây nè. Đi vô đường nào con? Con biết đường vô. Đường kia. Đi đường kia hả? À nãy là bảy có nói đó cả nhà. Bên đây do rồi gì chứ? Chưa được luôn hả? Ôi sao cái đường thôi con, cái đường này nhìn ở dưới này nó ghê quá. Ở đây có gắn nữa nè. Gắn đứt nó tụ tập đây thôi. Đâu còn đường nào khác không con? Theo đường trên rồi nhiều. Con dắt cho cô chú đi con. Chị thấy có khi nào mà nó chơi dứt nó bị nghiện không chị? Nó thành thói quen đó. Quá, thành thói quen. Nghiện đó. Ngủ nó đi nó không sợ, nó còn đòi đi nữa kìa. Nãy bảy là có kêu là bé còn chơi ở đây nữa, trong cái khu nhà bảo hành này, hai căn nhà bảo hành ở đây nè. Nhà này hả con? Cái nhà mà bữa tao mắc luôn anh. Ừ. Em với anh nói chuyện với nhau là có thắc mắc về nhà này. Cái ống khói đúng rồi, cái ống khói của tôi là cái này. Mấy anh em khi tắt video là có nói chuyện về ngôi nhà. Nhà này bảo ăn lâu chưa con? Giờ cũng 2-3 năm. 2-3 năm. Con biết tại sao ngôi nhà này bị bảo ăn không? Được không? Không.
Đâu, chị ở đâu? Chị ở trong này. Trong này luôn hả? Trong chuồng heo. Từ đi, con đứng ngoài này đi. Gì Tài? Con đứng ngoài này đi. Chuồng heo bị sụp em ơi. Sụp phải không? Không biết, không nhiều tình người ta. Ủa cái này là cái... Ủa cái gì, cái chuồng dưới đó? Cái lò rượu. À, cái lò rượu hả? Cái lò rượu. Chỗ nó mục hết rồi nè. Chúng ta ở đây là bỏ hay lâu rồi. Cái nói gì vậy? Cái vào gì ta? Mày hiểu lại chúng nó không? Ồ, gì vậy? Gì ghê vậy ta? Nhìn nó chừng giấy nó. Giống quá hả? Ờ. Cái gì vậy? Mềm mềm. À, trong cái bao. Trời, trong ở ngoài bao, ở trong bao. Hết hồn cả nhà. Ở ngoài bao. Nhìn cái này nhìn ghê thiệt ha. Ờ, giống cả nhà, nếu cả nhà cho Vũ với mấy anh em một bình luận nó như cả nhà nhìn cái này nó giống cái gì, giống như anh em nghĩ hay không nha cả nhà. Con chơi ở đâu con? Đây chú. Ở đâu con chỉ đúng. Ngồi đây nè. Ngồi ở đây luôn hả? Dạ. Ờ, con đi đâu đó. Con vô mấy chỗ cái này đi. Ở đây chẳng cái lò luôn mà. Đây là cái gì? Cái bồn rượu hả? Có vợ đi vô này chưa? Dạ. Trời có 2-3 lần. Cái này có 2 cái lùn nữa nè. Nãy lùn được lùn rượu á. Cái thứ gì? Lùn rượu. Cái bực đèn có còn rượu lấy rượu uống. Đèn gì? Không thấy gì hết luôn. Lấy rượu gì uống cái nha. Để... hết rồi. Khô rồi. Khô bên này sao ta? Có qua mấy năm rồi. Bên này cũng khô rồi chứ. Vô. Khóa cửa mà. Để thử lỡ khi cửa nó sập xuống mình đi vô. Không được đâu. Anh thấy mình xem nếu chứ mình xem như mấy xe thôi chứ đâu có vô cửa đó được. Trong là khóa trơn cả nhà. Trong có gì không anh? Không. Ủa, như là cái bên này là dạng hết cái gì đó lên. Cái gì? Thùng quá trời bên này. Ủa, bên này có để quần áo mà. Còn quần áo luôn hả? Còn quần áo luôn, trong tủ. Tủ phía trong này còn quần áo anh. Mình không có chiên cái máy vô được các bạn. Thấy đường này ghê quá cả nhà. Cái này có đường đi nè. Cái này là đi gã chuồng heo gì đó. Ừ. Cái chuồng heo này. Có đường đi xuống dốc mới lên phòng này. Có đường đi luôn hả? Có mà mình nên đi không ta? Mình sợ rắn quá à. Ở đây âm mưu quá. Không mà cái khúc này sợ nè. Đấy Thiên kêu là đi vô bên này cả nhà. Đi được đường đó qua đây nè. Mình sợ rắn nha. Đây là hai cái cổng nơi mà bé Thiên thường ngày đã chơi cầu cơ. Giấu quá thì giấu cái nhà, bây giờ mới biết được. Trong này vô tiếp không được, đi xuống dưới cũng không có an toàn, mình không có luồn ăn sâu được. Nè, đồ đạc phải nguyên vậy. Rồi nãy giờ mới thấy cái thùng này, thùng này có gì thấy gì. Đa số mấy cái thùng này là khô hết rồi đó nha. Mất rồi. Khô hết trơn rồi. Này là cái cạo cái ống khói nè. Phải thi, chú hỏi nè. Ở đây con có biết là ở đây có cái gì trong này không? Trong nhà, nhà này có gì? Có mà ông già chứ. Ông già ông chết ở đây nè. Dạ. Ông già ông chết ở đây. Dạ. Rồi bên đây bị bỏ hoang. Dạ. Rồi con vô đây cầu cơ. Dạ. Hôm bữa con vô cầu cơ á, với bạn con á, bạn con xây dứ á. Bạn con nhìn á, thấy cái ổng bước cái chân ra á. Bước ở đâu? Chân ở đâu?
trên đó, trong đó đó. Trời cửa này hả? Bước trong cái cửa khóa đó hả? Dạ. Bước đi trên đâu rồi? Ra ngoài. Rồi xong rồi cái xong rồi con thấy xong rồi con định chạy á, mấy chạy mà mấy bạn con nói là nhát. Có nghĩa là con chạy là bạn con nói con nhát. Dạ. Số số ngày nghe không sao? Tối lắm mà. Dạ. Chính là người chết đâu có đèn. Có khi nào chủ chết ông đuổi con ra. Đuổi con ra hả? Dạ. Ông nói là cho tụi bay nhà, đưa nhà tao. Là bạn cũng nghe không? Dạ nghe hết trơn luôn. Là bạn cũng nghe luôn, là nghe ông đuổi. Dạ. Lúc đó bạn con còn nói con cái con nhét nữa không? Dạ không. Là bạn con cũng chạy ra ngoài chung với con luôn. Chạy ra ngoài chung luôn. Trời ơi. Còn đứa cao nhất trong đám người con là cao cỡ đâu? Cao cỡ nào? Cũng bằng con. Có thằng lùn tới đây. Như là con là cao nhất đúng không? Tính đến con đi, tính con là cao nhất. Dạ, hai thằng cao bằng. À, rồi với lùn nhất là bực cỡ nào đâu không chị? Cỡ này. Từ từ. Chút xíu rồi cả nhà. Đâu chỉ lại cho chú coi. Dạ cỡ bạn con á, hai thằng kia bự con. Thằng lớp 7 á. Nó bằng con. À, hai thằng bằng con với thằng. Thằng lớp 4 á, nó bực nó nhỏ tới đây. Thằng lớp 6. Thằng lớp 6 á nó thì nó bự gần đây. Được luôn không à, chú cung à. Tướng vậy nè cả nhà. Đó. Con nít gan dữ quá chà. Nói gì gan à. Mà ông bà mình nói câu đúng đó. Nhất quỷ gì ma. Thứ ba là học trò. Quá trời quậy luôn. Đang chú học trò mà. Ừ. Sao nó gan dữ, nó gan hơn mình hồi xưa. Tại mình hồi xưa gì bây giờ mình đi mình kêu mình làm mấy cái đó mình cũng không dám nữa. Nó chơi buổi tối không chị? Nó chơi với rừng cây với nhà quan được chứ. Ừ. Ở đây tối là đâu có bóp đèn nữa ha, mấy con đốt đèn cày chơi hay gì? Đốt đèn cày. Ở đây bị cúp cầm dao. Rồi sao hỏi sao mày hỏi là không có trả lời? Ơi. Cái gì vậy? Thấy gì vậy? Ôi, tự nhiên nhìn vô nhà cho ngốc trời. Thì có bé kia thấy gì giống kìa. Mới nhìn vô nhà cho ngốc luôn á. Con bé kia mới thấy gì trong này nè. Thấy gì con? Không biết nữa, hai anh nhìn con á. Ở đâu? Gì? Đứng ở đâu? Trong đó đó. Con thấy ai rút tóc tới chổng á, con mới quay lại coi dòm. Có người không? Ừ, giống như có ai đứng nhìn xong rồi lúc vô á. Tôi mới nhìn vô tôi ơ gió hóc luôn á, lạnh người luôn á. Chỗ này nè. Chỗ bàn thờ phải không? Không biết nữa. Ê, cái đó bàn thờ ui. Mới nhìn vô lạnh người đó. Đúng rồi, chỗ này bàn thờ nè. Đang tính hỏi nhỏ nữa nha. Ai dòm ra coi là mấy mình làm gì ngoài đây chứ. Kìa cái hình thờ kìa. Không thấy luôn cả nhà. Cái hình thờ nè. Mấy đứa đều quay lại nhìn một lần một mà. Tôi ngó sao tôi lạnh người tại tôi không thấy chị thấy núp vô ra đây nè, ra đây nhà không vậy, phục vô trong ra đây cái phục vô trong vậy đó. Cái cửa cho nó mở được không con? Dạ. Cái cửa đó mở được không? Phá rồi chú ơi. Phá à. Cái cửa đó là cửa chính, còn đây là cái cửa hông, và bên cái cửa hông đó thì đi lòn ra cái nhà bên hông này là giống như một cái kho cái lò gì đó. Ôi mà nãy con có thấy gì không mà con dòm nữa? Không có gầu. Trời ơi, gì trời? Cái gì nhà không. Để miếng lưới gì sao? Có cách nào mà leo lên đó không ta? Cái nào leo lên nó gần miếng lưới không ta? Mình đi ra cái trước này được không? Đi ra cái chỗ cái cửa phòng mà nó nói là ổng khọt cái dòm xuống á. Được mà, đi được, ra được. Cái cửa đó được chị. Mà đi vô không được. Lúc đó thì đi mình có đi. Thôi. Ai mới nhìn trong này nè, sao không vô? Đi chung đi. Lúc đó mở cửa rồi. Hả? Ai đi chung vô con ngoài đó, đi với chị đi chứ đi. 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 Ê, gì? Cái. Ui. Từ từ té. Trời cái gì á? Ai biết rồi. Cái gì vậy? Không biết nữa. Cái gì á? Mẹ con thấy gì chó không? Không nữa. Con thấy con nghe con thấy tiếng trời luôn à. Con không thấy hả? Không. Tiếng trời đá đúng không? Trời mấy con đúng không? Dạ. Không, nó chắc cái trái gì bự. Ê, có ai ngoài kia không ta? Có ai phá mình không ta? Đâu có ai đâu. Rồi, chị Ngân kia có trái nè, đúng rồi, cái trái đây có chị trái luôn chị. Trái gì? Chị Ngân. Quá trời trái luôn, những cây bự giờ bá luôn, quá trời trái luôn. Trái mây không mà quá trời mây luôn. Trái chè.
Ủa, trên đây đâu có trái gì đâu gớm. Ừ. Có gì đâu. Thì mới có trái đó là nó gớm chứ cái cổng nó nằm phía ngoài mà. Cái cổng đâu nằm trên không nằm trên mái tôn. Nó có tiếng chỗ đá đã. Anh hay là ổng Linh Thiên ổng cho đi vô chổng. Đi vô lại coi. Anh đi trước anh ta. Con bé nó gần rồi. Đi trước anh ta. Anh đi trước hả? Anh đi trước đi. Anh đi trước đi. Anh chị lẹ em chị. Anh chị lẹ em chứ không dài nữa. Anh chị ra cho nó kịp. Chứ lát nữa em mà chị nhanh quá. Anh chị em thì... Gì con? Nãy con bước qua cửa sổ. Con gì cái gì? Thấy gì nữa? Bước qua cửa sổ hồi nãy. Con bước qua cửa sổ. Đó là cửa đó. Con thấy không? Thấy ổng đứng đây nè. Đứng trong cửa luôn hả? Hồi nãy nó tìm giờ. Bây giờ nãy giờ luôn á. Ông nhát sao con? Thôi thì đứng ở ngoài thôi. Con đứng đi sau mấy chú đi. Con để chú Tài chú Tài. Thôi rồi. Con vô hả? Vô rồi cái gì mình phải đất nha cái khác rồi chứ chưa gì chưa đi vô nhà ta khỏi gì. Mình đâu có mạo phạm cái gì đâu. Không mạo phạm thôi vô nhà ta mà không xin phép. Con đứng chỗ này với lại con Ngân nha. Để chú với lại chú Tài đi vô trong này. Hết hồn chưa cả nhà? Mình trở lại cửa đó. Dạ. Đi tới cửa đi. Sao mà... Trời ơi, mà ngăn nó chạy gớt cái khăn luôn nè. Chị rớt cái khăn trong này luôn nè chị. Chị không lấy thiếu hả? Cầm ơi. Ủa nãy đây có cục đá không anh? Cái bàn nãy có cục đá không vậy? Có đúng không? Có. Ờ, nãy không có đi. Cục đá này mày có ở đây đúng không? Mày lý quay giọng thử coi. Quay lần nữa hả? Để đem lưu để quay vô trong đó. Lên. Thôi đi. Thôi nó vậy. Trời. Chạy. Cái điện thoại. Trời ơi. Quăng cái điện thoại luôn. Quăng điện thoại luôn. Con quăng cái điện thoại luôn. Quăng điện thoại hả? Ừ. Em đang núp vô cái cửa đó nè. Tuột cái tay ra. Rồi không rớt điện thoại chồng. Nãy mới rớt chạy vô lấy rồi, chạy vô lấy. Chơi. Mới trời mới có đụng. Ngoài này có nghe không? Có ai nghe gì không? Không. Nghe không? Cái gì chạy rồi tao chạy theo. Tao đang nói là mấy đứa này đi vô xin gì không có hỏi kiếm cho đây nào khăn tôi làm rớt rồi là cảm ơn. Trời ơi. Cứ tính đi vô cái cửa. Hồi nãy lúc đầu mình đi vô cái cửa đâu bị sao đâu đúng không anh? Ừ. Đây cả nhà. Cái chỗ phát ra là cái bàn thờ nè. Hả? Có bàn thờ á. Nhìn thẳng cái bàn thờ luôn á. Là như là cái bàn thờ đó là hai cái hình đó là toàn là ông không thôi chứ không có bàn mà ngồi hết chứ. Ừ. Hai ông không phải chứ không có bà. Ghê trời. Rung tay đúng không em? Giờ sao ta? Thôi đừng vô nữa. Có mày nhang không? Không. Mình đâu có kiếm nhang đâu. Đâu có nhang ở đây đâu. Bây giờ mình... Lúc đầu bình thường mà. Lúc đầu đi vô trong còn quay bình thường mà sao kỳ vậy? Càng ngày càng kỳ vậy? Mà hồi nãy lúc mà... Đợt sau chị Ngân không nghe gì kìa. Ừ. Có hai anh em mình nghe. Ờ. Hình như nhỏ cũng nghe á. Nghe không? Nó nghe sao á. Mà bà Ngân không có nghe. Ừ. Bà đứng ngoài này luôn mà sao bà không nghe được? Chứ hồi nãy chị Ngân kêu là ở trên là có trái gì đụng xuống là em không đồng ý đó. Trên đó làm gì có trái cây nào. Giờ làm sao ta? Thôi chắc đi ra ngoài nữa. Đi ngoài đi. Thôi trời ơi quá. Ok ok nha. Chắc mấy niệm kết thúc video tại đây nha. Ok. Cái việc của bé Thiên thì 2-3 bữa nữa đó, cái giờ cũng thấy rồi đó là mẹ của bé làm thầy. Thì đem ra là sẽ giải quyết cái việc này khi mà chị về. Ừ. Nên cả nhà mình cứ yên tâm về bé nha. Và tới đây thì video của mấy anh em cũng đã dài rồi. Mấy anh em xin được phép khép lại video tại đây. Nếu như cả nhà mình thấy hay cho Vũ xin một like, một share, một subscribe để cho anh em có thêm động lực để mà tiếp tục làm ra những video cho cả nhà mình xem. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các mình
Dạ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo ạ. Xin chào cả nhà nha.